Trong video này, mình sẽ chia sẻ cách mình đã kiếm 350 đô một ngày với Forex như thế nào. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cách mình đã kiếm 350 đô một ngày với Forex như thế nào. Thực ra nó rất là đơn giản thôi. Và đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái lệnh của mình như thế nào nhé. Ở trên màn hình của mình là cặp cạc di. Và cái ngày bọn mình đưa lệnh lên là ngày mùng 9 tháng 5. Mình sẽ để cái lệnh của mình ở trên góc của màn hình để các bạn có thể nhìn thấy là cái lệnh của bọn mình như thế nào. Và cái lệnh đó thì bọn mình vào một lot. Sau đó thì đi được một thời gian, bọn mình quyết định cắt 70%, tức là 0.7, và để 0.3 nó đi. Và cuối cùng thì bọn mình ăn được tầm 4.7 R. Lệnh đó thì bọn mình có đưa lên channel tín hiệu Forex Signal. Và tại đây là tầm 4 giờ của ngày mùng 9 tháng 5. Hôm đó bọn mình có đưa lên, các bạn có thể nhìn thấy cái lệnh ở đây. Sau đó thì bọn mình đưa luôn cả là đã cắt tại đâu, cắt bao nhiêu lot thì bọn mình có đưa lên luôn. Đấy, bọn mình có báo cả. Các bạn có thể theo dõi cái tín hiệu Forex Signal này nhá. Nếu như mà bạn không thể tự phân tích hoặc tự học giống như trong video này hoặc những video khác của mình, thì tại cái kênh tín hiệu này của mình, vào lúc 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều thì sẽ có vi bán lệnh scalping lên cho các bạn, và các bạn có thể theo cái lệnh đó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại với cách mà mình đã phân tích và cách mình đã vào lệnh với cặp cạc di này. Thì các bạn có thể xem được cái video như sau. Các bạn xem lại cái video mà đường trung bình MA là gì và cách sử dụng MA có mẹo nhé. Cái phương pháp này thì bọn mình đã chia sẻ khá là lâu rồi, thì mình sẽ để cái đường link mô tả này ở dưới phần mô tả video nhé. Cùng với đó là bộ Bryson ở trên kênh video của bọn mình là có. Tại đây thì bọn mình có kết hợp giữa cái phương pháp MA này và Bryson. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy đây là chart của cặp cạc di ở khung M15. Và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ dùng là MA50 và MA200. Tại cái phương pháp này thì bọn mình sẽ chờ khi mà giá nó đi xuống đường MA200, tức là cái đường màu xanh này, và nó hồi về đường màu đỏ là MA50, thì bọn mình sẽ chờ sell. Tại đây ấy, bọn mình không sell ngay mà bọn mình chờ, bởi vì bọn mình muốn kết hợp thêm cái Bryson để cho nó chắc củ hơn. Và bọn mình về khung M15 là bọn mình xác định được cái chung rồi này. Chung là ok, chúng ta chờ sell. Và sau đó bọn mình mời về M5. Về M5 để xác định xem điểm entry nó đẹp hơn và nó sớm hơn so với M15. Thì tí nữa mình sẽ nói ở M5 nhá. Bây giờ tại đây chúng ta đã xác định là bây giờ là chúng ta đã có được cái điểm chờ sell rồi này. Bây giờ bạn có thể bắt đầu kẻ trendline này. Đây, bọn mình kết hợp thêm là kẻ trendline và mô hình hai đỉnh. Và tại đây có thể cái lúc mà bạn xem ấy thì nó chưa hình thành đâu, nhưng mà sau đó ấy, khi nó về đến đây, khi nó về đến cái vùng đỏ này rồi ấy, thì bọn mình đã bắt đầu kẻ được trendline rồi, đúng không? Kẻ được trendline rồi. Và bọn mình chờ một cái tín hiệu là break trendline, tức là cái giống như bên này này, chờ break trendline thì bọn mình mới vào. Và sau đó thì bọn mình về M5. Về M5 thì mình sẽ ẩn cái này đi nhá, nhìn cho nó dễ. Về M5, đây là cái đường mà chúng ta kẻ được ở M15 nhá. Về M5 thì sau đó nó hình thành lên mô hình hai đỉnh. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây là mô hình hai đỉnh, đúng không? Sau khi hình thành xong mô hình hai đỉnh thì nó break ra khỏi trendline. Đấy. Và các bạn có thể thấy là cái điểm entry của mình thì nó mạo hiểm hơn, tức là trên cái vùng này. Bởi vì khi giá nó đi đến đây, khi giá nó mới đi đến đây thôi, thì bọn mình đoán là có khả năng nó hình thành mô hình hai đỉnh rồi. Thì tại đây bọn mình vào cái entry mạo hiểm luôn, vào luôn, chứ không chờ là break ra khỏi đây. Nếu như bạn là một người thiên về cái xu hướng an toàn thì bạn có thể chờ là nó break trendline, hoặc là thậm chí break trendline xong quay lại retest thì các bạn mới vào lệnh. Nhưng bọn mình thì xác định là ở đây nó có khả năng là tạo mô hình hai đỉnh và sau đấy nó sẽ break trendline, nên bọn mình vào một lệnh mạo hiểm luôn, vào một lot. Và tại đây thì đúng là sau đó nó sẽ đi được break trendline và đi tiếp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem giá đi như nào nhé. Các bạn có thể thấy là giá nó chạy rất là nhanh, đi xuống, đi thẳng luôn. Vậy nên nếu mà bạn nào chờ break trendline vào thì vẫn được, nhưng mà bạn chờ break trendline và quay lại retest thì có thể các bạn đã lỡ cái cơ hội này. Còn bọn mình thì bọn mình vào mạo hiểm luôn, là vào phía trên. Và vì là bọn mình vào mạo hiểm nên các bạn có thể thấy là khi mà giá nó đi được một đoạn là bọn mình đã ăn được khoảng khá lớn. Tại đó thì bọn mình quyết định cắt 0.7 lot và sau đó thả trôi phần còn lại, để cuối cùng các bạn có thể thấy là mình ăn được 4.7 R. Mình nghĩ đây là một phương pháp khá là đơn giản để các bạn có thể vận dụng được. Đầu tiên nhá, mình sẽ nhắc lại, đầu tiên là các bạn cần phải xác định ở cái khung M15 này MA200 và MA50 nó đi như thế nào. Nếu mà giá đi lên phía trên
của cái đường EMA 200 thì chúng ta chờ buy, và khi mà giá nó hồi về cái đường màu đỏ là EMA 50 ấy, thì chúng ta sẽ chờ buy, được chưa? Được chưa? Và nếu tại đó, nếu theo cái phương pháp cũ ấy, thì các bạn có thể là vào buy luôn, nhưng để chắc chắn hơn thì các bạn có thể chờ xác định theo kiểu là xác định thêm kết hợp Bryson, tức là các bạn sẽ về khung nhỏ hơn là khung M5, sau đó các bạn sẽ nhìn xem có kẻ được trendline không, có những mô hình như là hai đỉnh hai đáy, ba đỉnh ba đáy không, thì tại đó nếu mà kết hợp được thêm những cái đó kết hợp cùng với nhau, vừa break cái đường trendline vừa tạo thành mô hình hai đỉnh thì nó rất là tốt, các bạn có thể vào sell mà cái vị thế của bạn nó sẽ chắc cụ hơn. Thì tại đó cái điểm của bạn có thể là nó sẽ không được cao, nó sẽ không được chính xác ở cái điểm đỉnh hoặc là điểm đáy, nhưng mà bạn sẽ có một cái điểm an toàn nhất định, thay vì việc là vào lệnh xong giá nó đi ngược. Thì đấy là một trong những cái cách mà bạn có thể sử dụng, và đây chính là cái cách mà bọn mình đã sử dụng để kiếm được 350 đô một ngày. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cách mà bọn mình đã kiếm 350 đô một ngày như thế nào. Nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.